kính chào quý vị và các bạn. Liên tục gần một tuần trở lại đây thì miền Bắc xuất hiện những cơn mưa rào và dông, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Cục bộ có những điểm mưa lớn gây sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Và trong ngày hôm nay cũng như là dịp cuối tuần, những cơn mưa rào sẽ còn tiếp diễn. Nguyên nhân là do sự hình thành và phát triển liên tục của một rãnh thấp có trục là Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ. Lượng mưa dự báo trong ngày hôm nay sẽ phổ biến là từ 50 cho tới 100mm, cục bộ thì có những nơi cao hơn và người dân tiếp tục cần phải đề phòng với nguy cơ cao xảy ra lũ quét cũng như là sạt lở đất. Do trời nhiều mây và có mưa ngắt quãng, trong ngày hôm nay nền nhiệt độ cao nhất về trưa chiều phổ biến vào khoảng là 29 cho tới 32 độ. Ở những nơi mưa nhiều và có địa hình cao hơn thì sẽ là dưới 29 độ, trời dịu mát. Với miền Trung, rãnh thấp vẫn tác động đến khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khiến trời nhiều mây và có mưa rải rác. Nhiệt độ thì tương đồng với khu vực Bắc Bộ, phổ biến là dưới mức 32 độ. Còn từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thì có nắng nhưng nhiệt độ cũng không quá cao, 32 đến 34 độ và không có nơi nào xuất hiện nắng nóng. Ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ ổn định. Chiều và tối nay ở đây vẫn sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cục bộ sẽ có những nơi mưa to tập trung ở các tỉnh miền Tây. Trong cơn dông thì đề phòng xảy ra lốc xoáy hay là gió giật mạnh nguy hiểm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Chiều qua thì trên khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa xuất hiện một vùng áp thấp và trong thời gian tới vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hướng về phía vịnh Bắc Bộ. Nên thời tiết và tình trạng biển tại khu vực phía bắc của Biển Đông cũng như là vịnh Bắc Bộ sẽ không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trong thời gian tới. Bà con chú ý để có phương án phòng tránh. Như vậy trong ngày hôm nay thì mưa sẽ còn tiếp diễn trên diện rộng ở các tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có những điểm mưa to đến rất to. Các khu vực còn lại thì phổ biến là ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 11 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin phép được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.